Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Channel. Hôm nay mình đang đọc báo thì mình thấy là trong tháng vừa rồi chúng ta đã có rất nhiều sản phẩm ra mắt. Và đặc biệt là trong tháng tới thì chúng ta sẽ có một vài sản phẩm flagship sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem rằng trong tháng 8 này sẽ có những siêu phẩm nào ra mắt. Và bây giờ mời các bạn xem intro. Đầu tiên thì có lẽ là phải nói ngay đến chiếc B-Phone. Các bạn đã từng nhớ là trong một vài năm trước thì chiếc B-Phone của anh Nguyễn Tử Quả đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam và đem lại rất nhiều hiệu ứng tiêu cực có, tích cực có, và cuối cùng thì bây giờ chúng ta đều không thấy B-Phone đâu nữa. Tuy nhiên rất may cho bạn đó là trong những tháng gần đây thì cái tin đồn rục rịch trở lại của B-Phone 2 đã làm chúng mình rất là nóng lòng. Và chiếc B-Phone 2 chúng ta sẽ được ra mắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2017. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có nhiều phiên bản cấu hình khác nhau, chúng ta cùng điểm ở trong này một chút. Phiên bản thường thì nó sẽ có giá là khoảng 5-7 triệu, và bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một con chip tầm trung, đó là Snapdragon 625, cùng với đó là 3GB RAM. Tiếp theo thì các bạn sẽ có một bộ nhớ trong là 32GB ROM, màn hình 5,5 inch Full HD với camera trước là 5MP và camera sau là 21MP. Bên cái bản bình thường thì chúng ta sẽ có thêm một bản cao cấp nữa và cấu hình của nó cũng khá là ổn. Với bản cao cấp thì chúng ta sẽ có con chip là Snapdragon 835, 4GB RAM và các thông số về camera, màn hình là tương đương với phiên bản bình thường ở trên. Cũng có thêm thông tin là hai mẫu máy này sẽ sử dụng cổng USB Type-C và chạy trên phiên bản Android mới nhất sau khi mà lãnh đạo BKAV đã có buổi tiếp xúc với Google. Và gần đây nhất thì một quan chức của thế giới di động cũng đã đăng tải hình ảnh với chiếc điện thoại này, và có lẽ là chắc chắn chiếc B-Phone 2 sẽ được ra mắt và bán ngay tại thế giới di động. Sau khi chia tay với siêu phẩm của Việt Nam, chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm điên đảo thế giới, đó là chiếc Samsung Galaxy Note 8. Các bạn cũng đã từng nhớ là vào năm vừa rồi thì chiếc Samsung Galaxy Note 7 cũng đã rất thất bại. Tuy nhiên nó đã quay trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, đó là Samsung Galaxy Note FE. Và lần này sẽ không còn là một phiên bản Fan Edition nữa, nó sẽ là một phiên bản chính thống mang tên là Samsung Galaxy Note 8. Chúng ta sẽ điểm qua một chút thông số về chiếc máy này. Về cấu hình thì nhiều khả năng máy sẽ được trang bị màn hình kích thước 6,3 inch, độ phân giải là 2K, tỷ lệ 18:5:9. Máy sẽ sử dụng con chip Snapdragon 835 hoặc là Exynos 8895 tùy vào thị trường. Bên đó thì các bạn cũng sẽ có 6GB RAM, cùng với đó là một camera kép ở phía sau. Có lẽ camera kép là một trong những điều các bạn rất mong đợi ở phiên bản điện thoại này, bởi vì chúng ta được biết là Samsung Galaxy S8 không được trang bị tính năng camera kép. Bên đó thì độ phân giải của camera này sẽ là 12MP, cùng với đó là viên pin 3300mAh. Và cụ thể vào ngày ra mắt của chiếc máy này, theo mình đọc được trên báo, thì các bạn sẽ được đón nhận nó ở New York, Mỹ vào ngày 23 tháng 8 năm 2017. Tuy nhiên thì những cái máy này bán ra khá là muộn, và cái ngày ra mắt chỉ là 23 tháng 8 mà thôi. Cái ngày thực sự bán trên thị trường Anh, Hàn Quốc và Mỹ sẽ là phải đầu tháng 9 cơ, nên các bạn hãy cố gắng đợi, bởi vì là có thể sẽ khoảng tháng 10 chúng ta mới đón chờ em máy này tại Việt Nam. Một nhà sản xuất Hàn Quốc khác mà mình cũng rất yêu thích và mong chờ trong thời điểm này, đó là LG. Chúng ta đã từng biết là LG cũng đã không còn quá mặn mà với những chiếc điện thoại tầm trung, và hiện tại thì LG đang đẩy rất nhiều vốn để làm những chiếc flagship, ví dụ như là dòng LG G hay là LG V. Và trong khoảng một năm qua thì chúng ta đã đón chờ hai chiếc điện thoại rất là mới, đó là chiếc LG G6 và chiếc LG V20, để lại rất nhiều tiếng vang. Và trong tháng 8 sắp tới chúng ta sẽ đón chào sự ra mắt của một chiếc điện thoại màn hình lớn rất độc đáo, đó là chiếc LG V30. Theo thông tin mình đọc được ở trên báo thì LG V30 là một sự nâng cấp về mặt cấu hình so với LG G6. Chúng ta sẽ có màn hình 6,2 inch, độ phân giải 2K, con chip Snapdragon 835, 6GB RAM và 128GB ROM. Cùng với đó là camera kép 13MP, camera selfie 8MP. Và máy cũng sẽ được trang bị chuẩn chống nước là IP68, giúp cho các bạn có thể mang đi du lịch cũng không cần phải lo lắng quá về chuyện rơi xuống nước hay là mang xuống biển nữa. Tuy nhiên các bạn cũng đừng nên mang xuống biển quá nhiều, vì nếu không thì muối sẽ ăn mòn rất nhiều linh kiện chúng ta. Theo những hình ảnh mới nhất được tiết lộ thì máy thiết kế khá là tròn trịa, phần màn hình phụ bây giờ đã tràn lên và bao trọn lên camera phía trước. Những hình ảnh này theo mình đánh giá thì rất giống với chiếc Essential Phone bố đẻ của Android, nhưng với khả năng này thì LG khó có thể đoán được họ sẽ làm gì. Chiếc loại cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là một sản phẩm Asus, một sản phẩm đến từ Trung Quốc. Asus trong tháng 8 này sẽ ra mắt một trong chiếc điện thoại mình cũng rất mong chờ, là cá nhân mình thôi nhé. Đó là ba anh em Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie và Zenfone 4V. Cách xưa, những chiếc điện thoại này sẽ được ra mắt trong một sự kiện ở Đài Loan, chính xác là vào ngày 17 tháng 8 tới đây. Bên đó thì các bạn sẽ có rất nhiều hình ảnh về cái cụm camera kép của những chiếc Zenfone 4 này, và có thể là ở trước hay là ở sau máy tùy từng dòng. Và nhiều khả năng là Zenfone 4 Selfie sẽ sử dụng con chip Snapdragon 625, trong khi đó Zenfone 4 Pro sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 660, hoặc là có thể là con chip Snapdragon 835 kết hợp với camera kép, cùng với đó là 6GB RAM.
Và như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua những chiếc điện thoại sẽ ra mắt trong tháng 8 tới đây. Vậy thì bạn sẽ chọn những chiếc điện thoại nào cháu có thể ra mắt và có thể mua được ở Việt Nam trong những tháng tiếp theo? Thì các bạn đừng quên comment và để lại ý kiến của mình. Còn bây giờ rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.